Audio Jungle. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn là một phần mềm khá là thú vị và hay ho. Đó là phần mềm Roycam. Cái phần mềm này nó sẽ biến chiếc điện thoại của các bạn trở thành một chiếc webcam thực sự. Và như các bạn đã biết thì chiếc điện thoại của chúng ta thì cái cam nó rất là đẹp và nó rất là nét so với các loại mà webcam thường thường mà các bạn mua. Nếu như bạn là người ít sử dụng webcam hay là lâu lâu bạn chỉ sử dụng một lần thôi thì mình nghĩ là cái ứng dụng này nó rất là hữu ích đối với bạn. Thay vì các bạn phải mua cái webcam mà các bạn sử dụng ít thì nó cũng khá là lãng phí đúng không? Và nếu như các bạn mà sử dụng như laptop như mình á, thì thí dụ các bạn đi ngoài không phải các bạn dắt theo cái webcam đó theo thì cũng nó hơi gườm gà nếu các bạn sử dụng ít đúng không? Vì thế nên cái phần mềm này nó cực kỳ là hữu ích. Và hơn nữa cái phần mềm này nó có thể kết nối theo hai kiểu, đó là các bạn ba kiểu chứ. Đó là các bạn có thể kết nối bằng wifi nè, kết nối bằng cáp nè, và kết nối theo cái chuẩn wifi riêng của cái phần mềm này nữa. Thì để cài đặt và sử dụng phần mềm này thì chúng ta phải cài trên điện thoại và cài trên máy tính nữa nha. Phiên bản cài trên máy tính thì mình có để link ở phần mô tả video. Các bạn click vào đó thì nó sẽ vào trang chủ này. Đây, các bạn click vào đây như trên màn hình thì chúng ta sẽ tải được cái bản mới nhất của nó. Và chúng ta cài đặt bình thường thôi, cũng rất là dễ dàng. Và sau đó thì chúng ta sẽ cài trên điện thoại của chúng ta. Thì trên điện thoại của chúng ta thì chúng ta sẽ vào chợ ứng dụng nha, cửa hàng Play. Và chúng ta sẽ kiếm cụm từ từ khóa là Roycam. Đây, thì cái này là mình đã cài rồi, mình sẽ mở lên luôn. Nếu như điện thoại và máy tính của bạn kết nối cùng một mạng wifi thì nó sẽ hiện thông số như thế này. Hai thông số giống nhau, các bạn không cần xem đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ mở hai cái cùng một lúc. Ở đây mình mở điện thoại và mình sẽ mở thêm ở trên máy tính nữa. Sau đó chúng ta sẽ mở lên, mở ứng dụng lên. Thì mình đây mình cài rồi, mình không cài lại nữa. Đây là Roycam Clean. Bấm vào. Và trên điện thoại lúc này của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ mở lên. Các bạn chờ tí nhé. Sau khi đã mở trên điện thoại và lẫn trên máy tính á, thì chúng ta sẽ bấm Start trên máy tính. Bấm Start. Ok, là sẽ nói kết nối ngay cho các bạn. Cam rất là nét luôn, mặc dù chỗ này mình rất là tối luôn á, mà nhìn nó rất là sáng. Những cái webcam thường nó không đẹp bằng đâu. Các bạn mà sử dụng ít á, thì xài cái này rất là hiệu quả, rất là tiện luôn á. Bạn thấy không? Đây. Và các bạn nào muốn cho nó mượt hơn á, và cái độ trễ thích hơn á, thì các bạn kết nối cáp vào nha. Kết nối cáp vào thì nó sẽ mượt hơn rất là nhiều, hầu như là không có độ trễ luôn á. Cái wifi thì đôi khi nó có trễ một chút nhưng không đáng kể đâu. Nhìn chung là rất là đẹp, đẹp hơn rất là nhiều so với các bạn xài cái cam webcam thường gắn trên máy tính. Và rất là tiện nữa, đi đâu bạn có thể kết nối ngay lập tức. Đây. Không sử dụng nữa, các bạn bấm stop trên đây, hoặc là các bạn thoát ở trên điện thoại thì ở đây nó cũng sẽ thoát theo. Đây. Các bạn nào muốn kết nối theo chuẩn cáp á, thì các bạn click qua bên đây nhé. Đây, các bạn click qua bên này. Khi bấm vào thì các bạn chỉ việc là kết nối cáp vào thôi, và làm theo hướng dẫn của nó chúng ta có thể kết nối được. Còn cái phần bên đây là cái phần mà chúng ta có thể tạo một cái mạng wifi riêng để chúng ta kết nối nó mượt hơn nữa. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên sử dụng hai cái đầu thôi. Một là dùng wifi, hai là dùng cáp thôi. Còn cái thứ ba thì nó hơi gườm gà và nó cũng hơi khó sử dụng nên các bạn, mình khuyên các bạn là không nên dùng cái này, cái thứ ba. Chỉ dùng hai cái đầu thôi. Với lại nếu các bạn dùng cáp á, thì sẽ hạn chế được cái vụ mà đang quay cái nó hết pin á. Vì nó cắm cáp thì nó có sạc liên tục, nên hạn chế được cái vụ hết pin. Và nó cũng sẽ mượt hơn khi các bạn like nữa. Nhìn chung thì cái phần mềm này nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, thì nó cũng rất là dễ sử dụng. Các bạn chỉ cần bỏ một ít thời gian, các bạn gột bạch một tí là có thể sử dụng dễ dàng cái phần mềm này rồi.
Mà nếu các bạn nào có thắc mắc hay là có cái gì về lỗi cái phần mềm này á, thì các bạn để lại comment bên dưới để mình có thể giúp các bạn, hỗ trợ các bạn nha. Và cuối cùng, nếu thấy video này có chút xíu gì đó hữu ích thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.